cả mọi người. Trưa nay thì mình mới đi làm về thì mình chỉ mua một ít nghêu để mà chuẩn bị trưa nay mình sẽ nướng nghêu. Mời các bạn cùng xem nha. Mời các bạn cùng xem với gia đình mình nha. Đây mẹ mình nè, hôm nay mẹ mình nướng nghêu, còn đây là Chí Văn, bé Chí Văn. Đó, mẹ mình bỏ nghêu lên bắt đầu nóng là nghêu nó há miệng ra nè các bạn, nó bắt đầu nó sôi nè. Đó. Trang ngó Ngọc Anh dùm cho giờ nó kìa Trang. Anh đây. Đây là nghêu và tôm mỡ hành nè các bạn. Mẹ mình đã thắng mỡ hành rồi. Trong đây mẹ mình đã có nêm nếm đường mắm muối bột ngọt rồi nha các bạn. Rất là vừa ăn. Cho nên là mình nướng nghêu rồi mình không cần ăn với nước mắm nữa, chỉ cần mỡ hành là đủ rồi. Như đây là khoảng 1,5 kg nghêu nè các bạn. Nướng là phải có khói. Mẹ mình đang nướng nha các bạn, khói quá chừng luôn. Hôm nay tự nhiên cái nghe nó thèm nghêu quá nên đi làm về ghé mua nghêu ăn, về nướng ăn luôn. Sẵn quay cho các bạn xem luôn. Ngọc Anh ăn không con? Ăn không? Ngọc Anh ăn không? Còn hơn cái tiệm bán vậy. Ừ kìa. Cái tiệm bán vậy. Ngon quá chứ gì. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Bye bye các bạn. Chí Văn. Bye bye, có hẹn gặp lại không? Dạ không. Ủa, có.